Rồi, xin mời chúng ta tập trung nào. Bây giờ ở nhà các bác, các anh chị em có ai bị cận thị không nào? Ai bị cận thị không? Bản thân mình đang bị cận thị không? Và hè này muốn chữa cho mọi người cận thị không nào? Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi, chuẩn bị đến tầm khoảng cuối tháng 5 là trẻ nhỏ bắt đầu đầu nghỉ hè đúng không nào? Thì chúng ta sẽ bắt tay vào chữa cận thị cho trẻ nhỏ. Thế thì bước đầu mình không gọi là gì? Không gọi là gì ạ? Không gọi là chữa khỏi mà mình sẽ gọi là gì? Hỗ trợ điều trị cận thị học đường. Rồi, xin mời mình tập trung nào. Tập trung nào, mình trật tự nào, yên tĩnh nào. Thì cái bài trình bày này á, trước là hướng dẫn cho mọi người là trong vòng 4 buổi, 2 ngày này. Thì bây giờ anh chị em chúng ta được học triển trận căn bản rồi. Thì mình sẽ nghe trình bày trong vòng khoảng 1 tiếng, sau đó nửa tiếng mình sẽ xem thực hành thực tế. Yeah. Rồi, xin mời các bác trật tự nhé. Thì cái chủ đề này là ứng dụng y học tự nhiên trong điều trị cận thị học đường. Thì cái bài này hy vọng là nó sẽ có ích đối với anh chị em trong cái mấy tháng sắp tới. Rồi hè này mọi người về thực hành sau đó xem kết quả đánh giá thế nào, sau đó mình sẽ đưa ra những đánh giá. Thì đây là kinh nghiệm mà đã trải qua nhiều năm rồi, thành công cũng có mà thất bại cũng không ít. Có những cháu mà mình chưa rất nhanh, mỗi ngày đọc được một hàng. Mỗi ngày đọc một hàng, có những cháu đã đi cắt kính, mất mấy triệu cắt kính rồi. Đưa này, có nghe không nào? Có những cháu cắt kính đã mất mấy triệu rồi, về chưa được đeo ngày nào thì đã khoảng cận. Nhưng có những cháu chữa mãi hàng tháng trời cũng chẳng ăn thua gì, chẳng di chuyển một tí gì. À, thế gì? Có những cháu nó chữa phòng dã 3 tháng trời cũng chẳng ăn thua gì. Đó, mắt nó chỉ khỏe lên một chút. Thế thì nguyên nhân ở đâu? Thành công là do đâu và thất bại cũng do đâu? Thì cái đấy phải trả giá về mặt thời gian. Trả giá về mặt thời gian tức là hàng năm trời, hàng nhiều năm trời thì mới đưa ra được đánh giá, đưa ra kết luận. Thế thì chắc chắn mình là những người mới, sau này mình về mình chữa cho các cháu nhỏ, chắc chắn mình sẽ gì, sẽ gặp phải những cái thành công mà cũng sẽ rơi vào những thất bại như thế. Và thất bại của những người đi trước là gì? Thất bại đấy là những người tiên phong là không biết hỏi ai, không biết trao đổi với ai, không biết hỏi ai cả. Nào, ví dụ rõ ràng mình chữa cho cháu nhỏ mà hôm trước nó đọc được một hàng, hôm sau nó đọc thêm được hàng nữa, rõ ràng là các cháu đọc được 10 trên 10 rồi mà đi khám kiểm tra lại kết quả vẫn như cũ, bác sĩ kết luận là gì? Vẫn cận thị, vẫn bấy nhiêu độ. Thì lúc đấy mình phải ứng xử ra sao đấy? Lúc đấy thì các bác sẽ trả lời như thế nào? Lúc đó chỉ còn lại là một sự thất vọng. Nào, thất vọng rồi lúc đấy mình cảm thấy mình hết động lực, tại vì rõ ràng mình chữa cho các cháu kết quả nó như thế mà đến viện mà lại kết luận là gì? Nguyễn Như Vân, tức là Vân Như Nguyên. Thế lúc đấy mình sẽ trả lời thế nào? Thế lúc đấy nếu mà không có ai hỏi thì mình sẽ rơi vào tình huống hoang mang. Tuy nhiên là gì? Những cái tình huống đấy, những người đi trước, ví dụ như thầy Kỳ, rồi những người đã chữa cận trải qua nhiều năm rồi, người ta đã biết hết rồi đúng không nào? Và người ta đã tìm ra được câu trả lời rồi. Thế mình làm sao mình chữa để gì? Những người ta đã có vết xe đổ rồi, mình học để mình tránh cái vết xe đổ đấy, để mình tiết kiệm thời gian. Đúng nào? Trong một lúc ngồi, trong khoảng một tiếng thôi, mình sẽ gì? Sẽ rút ngắn được thời gian trả giá khoảng nhiều năm trời của những người đi trước. Nào, thế thì hy vọng là cái bài trình bày này sẽ có ích cho các bác trong cái quá trình tiếp theo. Và mới đầu mình không đòi hỏi là gì phải chữa khỏi cận, mà mới đầu là gì làm giảm độ cận đã là một thành công.
Đúng nào, các cháu chỉ cần nó đặt được mỗi ngày một hàng đã rất thành công rồi, rất thành công. Và cái gì mình chữa cho các cháu á, ví dụ hôm trước có cái bác nào, anh nào đi học từ khoa tối ấy, anh nói là gì, rõ ràng thầy chữa mà cháu mắt nó khỏe lên nhiều, chữa cho nó cách đây khoảng 4 năm rồi, nó khỏe lên nhiều, nó đặt hàng đến 10 đến 10 rồi, nhưng cuối cùng đi viện bác sĩ kết luận vẫn 3 độ, trên 3 độ. Nhưng mà anh bảo là trong 3 năm vừa rồi là cháu nó không đeo kính một tí nào nữa, và mắt nó nhìn hoàn toàn khỏe mạnh, nó nhìn hoàn toàn, nó không bị mờ và nó nhìn rõ. Và sau đó 3 năm sau anh đi học lớp viện trần. Như vậy mình đánh giá là gì? Mình thành công. Mình thành công. Nếu mà phụ huynh người ta 3 năm sau phụ huynh cháu nhỏ bệnh nhân của mình đến, người ta học lại thì chứng tỏ là gì? Mình có kết quả, mình thành công. Nếu chưa không thành công thì sao? Đã không quay trở lại đi học. Đấy. Đấy là gì? Đấy là cái tư duy của diện trần nó khác. Diện trần nói là gì? Cận thị hoàn toàn có thể chữa được. À, như thầy Kỳ ấy, chữa một năm hàng mấy trăm hàng nghìn ca cận thị. Và thầy cũng đã rơi vào những tình huống mà đi kiểm tra không có kết quả. Nhưng quan trọng nhất là gì ạ? Thực tế chữa cho các cháu nhỏ mà mắt nó sáng ra, nó nhìn rõ hơn, nó đọc trên bảng thị lực, mỗi ngày đọc được một hàng, như thế đã được đánh giá thành công rồi. À, rồi, cái bài này thì thực ra nó rất là dài, rất là chi tiết. Tuy nhiên là mình sẽ nói nhanh, trình bày nhanh để các bác nắm sơ sơ trong cái thời gian ít như thế này. Thì nội dung của mình sẽ là gì? Thứ nhất là tìm hiểu về cận thị. Thứ hai, tìm hiểu về y học tự nhiên, trong đó có phương pháp diện trần. Thứ ba là các bước điều trị cận thị. Thứ tư là thực hành. Bốn bước như thế này. Thực ra cái khóa này cũng nhẽ nội dung này để dành cái khóa workshop. Workshop là đào tạo trong vòng 4 buổi. Bốn buổi có thể thu khoảng 1,5 triệu được hẳn. Một người hẳn kiếm ra tiền đấy. Nhưng đây là trình bày luôn đây, bắt đầu. Rồi bây giờ tiếp theo này. Nội dung mình cần phải đạt được là gì? Thứ nhất, mình phải hiểu được các nguyên nhân gây ra cận thị, nó bao gồm những nguyên nhân gì, rồi là nắm được các bước điều trị cận thị, và nữa là xác định được chính xác các huyệt vị, và cuối cùng là phương pháp để phòng tránh tái phát. Tức là gì, khi mà các bác tiến hành điều trị cho một bệnh nhân nào đó thì mình phải gì nào? Mình phải hiểu một cách cặn kẽ, đúng không? Mình không hiểu thì mình phải tra mạng, đọc sách. Cái bệnh này nguyên nhân nó là gì, diễn biến nó ra sao, đúng không? Tây nó đang điều trị như nào, đông y đang điều trị như nào. Sau đó mình biết là cái phác đồ của riêng mình. Vẫn hướng dẫn các bác là cái buổi đầu tiên mà bệnh nhân đến mà nó rối quá, mình chưa biết làm gì thì sao làm. Đánh sáu vùng, đánh tám nguyên tắc chữa bệnh không dùng quyền, đúng nào? Dán bộ điều hòa, dán hồ chiêu, sau đó tối về đọc sách, hôm sau xài các đồ khác, đúng không? Kế bát binh chắc cô áp dụng nhiều nên cười tươi. Rồi mình sẽ đến phần 1, tìm hiểu về cận thị. Cận thị là gì, nguyên nhân của cận thị và dấu hiệu của cận thị. Đấy, tức là gì, mình phải tìm hiểu một cách cặn kẽ. Ở đây thì thời gian nó gấp rút nên là chỉ về nhanh các bác nắm được cái toàn trình của nó. Rồi, và cuối cùng là các phương pháp điều trị cận thị hiện tại, kể cả đông y, cả tây y, các phương pháp trong dân gian như thế nào. Rồi, thứ nhất là cận thị là gì? Cận thị nó là một tật khúc xạ ở mắt. Mà nếu nói là tật ý, thì tây y sẽ xử trí ra sao ạ? Nó là cái tật mà người ta sẽ phải làm gì ạ? Chỉ có thể can thiệp bằng dao kéo để xử lý được cái tật đấy. Tức là tây nói rằng ấy, bấm huyệt thì các phương pháp khác không xử trí được, mà chỉ có thể là gì? Là phải gì ạ? Bằng phẫu thuật thì giải quyết được. Người bị cận thị thì có thể nhìn bình thường đối với những mục tiêu ở cự ly gần, còn như không nhìn rõ đối với các mục tiêu ở cự ly xa nếu mà mắt không điều tiết. Tức là gần khoảng cách khoảng 20-30cm nhìn mở người ta nhìn được, nhưng mà nhìn xa là nó mở. Nhìn xa nó mở. Rồi. Nguyên nhân của cận thị là gì? Là do giác mạc vùng nó phồng quá mức. Các bác để ý những cái cháu nhỏ mà nó bị cận nhiều năm rồi ấy, nhìn mắt nó sao nào? Mắt nó lồi ra. Nếu mắt nó lồi ra thì có cách gì để trị nào?
tìm nguyên nhân mình sẽ làm cách trị, mình sẽ cách gì ạ? Cái gì đâu? Mình có cách ép nó vào bằng cái van bi sừng láng, mình sẽ ép nó vào để cho cái giác mạch nó xẹp xuống. Thì cách này chưa có phương pháp nào cả. Thì có gần đây á, là bên Tây nó có đeo cái kính gọi là kính áp vào mạch tròng ngủ ban đêm, nó giống như kính áp tròng nhưng mà kính áp. Ép vào mắt này xong ngủ ban đêm thì cái giác mạc nó sẽ xẹp xuống và người ta sẽ nhìn rõ trong vòng 24 giờ mà không cần đeo kính. Đó, nhưng mà nó chỉ được 24 giờ thôi. Còn mình sẽ dùng cái lăng đi, mình lăng này hàng ngày, mưa dầm thấm lâu dần dần là gì, nó sẽ xẹp xuống. Đó, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi, do trục trước và trục sau của nhãn cầu mắt quá dài khiến cho ảnh của không hội tụ đúng trên võng mạc như mắt bình thường mà lại hội tụ ở phía trước võng mạc giống như thế này. Giống như thế này các bạn này. Mình nhìn cái đồng hồ này, những người cận thị là cái hình ảnh của đồng hồ nó sẽ hiển thị ở trước võng mạc mà đáng nhẽ nó phải hiển thị ở đây. Nhưng nó lại hiển thị trước võng mạc như thế này. Do cái trục trước và trục sau nhãn cầu nó bị dài quá mức. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Phải làm cho cái trục nhãn cầu này nó tròn lại. Tròn lại. Thế Tây nó sẽ cho đeo một cái kính ở đây và nó sẽ đẩy cái ảnh của vật này đọng trên cái võng mạc này. Còn mình thì sao? Mình sẽ ép cái thằng giác mạc này cho nó xẹp vào. Cũng mục tiêu là gì? Cho cái cụ ly trước và sau này nó hẹp lại. Thì người ta sẽ nhìn rõ rồi. Rồi, tiếp theo. Thế thì nguyên nhân của cận thị là gì? Có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có hai nguyên nhân chính là di truyền và mắc phải. Di truyền là bố mẹ mà bị cận thị thì con cũng bị cận thị. Nhưng bây giờ cái di truyền nó ít lắm. Các bác thấy ngày xưa mình học ở trường làng có mấy ai bị cận không? Thế bạn mình nó cận chắc thằng này giỏi lắm, đúng nào? Những người giỏi những người đeo kính. Nhưng bây giờ thấy thằng rốt đặt cắn mài cũng đeo kính. Có một lớp học thì gì 80-90% là đeo kính nếu mà vào trường chuyên lớp chọn. Trẻ em mắc cận thị do di truyền từ cha mẹ thường có độ cận cao, độ cận ngày càng tăng khi bé càng lớn lên. Thì Tây khám cái này này, nếu mà các cháu nhỏ cấp 1 mà cứ thấy độ cận khoảng 6-7 độ và 8-9 độ thì nó cứ kết luận là gì? Đây là cận di truyền. Cứ thấy nhỏ tuổi mà cận độ cận lớn lớn ấy, là kết luận đây là di truyền. Tuy nhiên những trường hợp này là gì? Gặp diện trần có khi chữa vài hôm là hết luôn. Chữa vài hôm hết luôn. Như vậy là gì? Không phải là di truyền. Không phải là di truyền. Đối với trẻ em cận thị do mắc phải thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác. Theo khảo sát của ngành y tế thì tỷ lệ trẻ cận thị chiếm khoảng 47.5%. Đây là thống kê của nhiều năm trước rồi. Bây giờ có thể nó sẽ tăng lên vài chục phần trăm. Trong đó lứa tuổi dễ bị cận thị nhất là học sinh cấp 1 và cấp 2. Đây là tỷ lệ đáng báo động và dấu hiệu suy giảm thị lực tuổi học đường. Bây giờ có thể nói đến khoảng 70%. Thế thì những đứa trẻ bị cận thị nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt. Rồi sau này mình lao động chân tay hoặc là gì. Bây giờ ra trận mà thấy anh lính nào cũng đeo kính thì sao nào? Làm sao lấy gì để mà bảo vệ tổ quốc, đúng nào? Hoặc là đánh bắt cá, hoặc là những nghề liên quan đến xây dựng, những nghề liên quan đến lao động chân tay mà phải đeo cái kính trên mặt nó rất là khó. Nó sẽ làm giảm cái năng suất lao động này. Rồi, những đứa trẻ bị thiếu ngủ hay là gì? Môi trường học ánh sáng quá sáng, ánh sáng quá tối, ánh sáng không phù hợp, rồi phải học quá nhiều giờ, rồi gì nữa nào, tư thế ngồi không đúng, sai tư thế, rồi phải mắt phải làm việc quá lâu, đọc sách đọc truyện suốt ngày, rồi chơi game, nhất là bây giờ này, iPad, iPhone, rồi TV, thì đấy, những cái công nghệ hiện đại mới là nguyên nhân chính để gây ra cận thị. Tầm nhìn quá gần như thế này. Muốn một đứa trẻ ngồi yên để cho ba mẹ làm việc, để cho ba mẹ nói chuyện, cách tốt nhất là gì? Nhanh nhất là gì mà ba mẹ bây giờ đang chọn là gì? Quẳng cho một chiếc điện thoại. Thế là nó ngồi in tin thít. Và cái này là nguyên nhân phổ biến để gây ra cận thị bây giờ. Đúng nào. Thế nên mình hạn chế càng nhiều càng tốt. Dấu hiệu của cận thị. Ở các đối tượng xa xuất hiện mờ dần. Rồi cần phải nheo mắt để nhìn thấy rõ ràng và có đau đầu gây ra bởi quá mỏi mắt. Thế mình cứ thấy con mình có những cái dấu hiệu này ấy, là cẩn thận đi khám, kiểu gì cũng cận rồi và kiểu gì cũng đeo kính rồi.
nếu thấy con cứ nheo mắt để nhìn mắt nó cứ thỉnh thoảng cứ nheo đấy, hoặc là nó phải rụt mắt à, hoặc là nó lắc mắt thì đấy cận thị rồi. Mà cận nếu là thấy dấu hiệu đấy đi khám kiểu gì cũng cắt kính và như thế cuộc đời đeo kính bắt đầu từ đây. Một đứa trẻ cận thị có thể liên tục lắc mắt, rồi cần phải ngồi rất gần với truyền hình, màn hình hay phim bản đẹp, dí sát mắt vào cái vật mà cần nhìn ấy. Rồi giữ sách rất gần trong khi đọc, dường như không có ý thức đối tượng từ xa và nháy mắt quá mức, trà sát đôi mắt thường xuyên. Đây là các dấu hiệu là nó đã bị cận rồi. Rồi để điều trị cận thị như thế nào? Đây là phác đồ để điều trị cận thị. Đối với Tây y nó sẽ gì nào này? Đeo kính này, mổ laser, vân vân và vân vân, có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà gì? Phương pháp phổ biến là đeo kính và mổ. Nếu không muốn vướng víu thì cứ đợi đến năm 18 tuổi, 20 tuổi lại mổ. Mổ này cũng chưa chắc ăn đâu. Mổ xong một thời gian có người nó lại mắc lại. Và riêng đã mổ rồi ấy, đến với điện chẩn mình hay các phương pháp bấm huyệt ấy, rất khó. Khó để điều trị. Còn đối với các phương pháp khác, Đông y thì bấm huyệt để ăn uống, ấy, tập luyện. Ấy. Và có rất nhiều bài tập. Có một số cơ sở thì đến đây thì người ta sẽ đeo kính lỗ này, rồi có những cái bài tập để tập này. Đấy là một cách. Bấm huyệt thuộc những phương pháp như điện chẩn để Đông y. Rồi. Y học tự nhiên như diện chẩn kết hợp đông tây y này, tận dụng kỹ thuật chẩn đoán hiện đại của tây y và dùng các phương pháp của đông y để trị liệu. Đông y là các phương pháp như diện chẩn thì các bác biết rồi, tìm hiểu về diện chẩn thì các bác cũng biết rồi, bỏ qua. Bây giờ đến phần 3, điều trị cận thị và các phác đồ. Dụng cụ thì hầu hết là nó nằm trong bộ căn bản rồi, bao gồm cây quan trọng nhất là cây giò đinh này, nằm trong 9 món căn bản. Thì như thầy Thắng ấy và một số thầy khác là dùng cái cây giò đồng ấy, thì theo đánh giá là gì, giò đồng cũng được nhưng mà gì không hay bằng giò đinh. Tại sao ạ? Giò đồng ấy thì cái chân của nó tù và nó tác động cái lớp lông này, tuy nhiên giò đinh này nó có những cái đinh ấy, giống như kim châm cứu, nó tác động sâu hơn và nó hiệu quả hơn là giò đồng. Đấy nhá, nhiều người là vẫn hay dùng giò đồng nhưng mà giò đinh hay hơn. Tác động là mình sẽ lăn xung quanh mắt, tí nữa mình sẽ xem thực hành. Cách cầm vị trí này tác động như nào thì các bác đều biết rồi. Nào, mình đều qua căn bản và mình biết. Giò nam đi đây, hay giò sừng lá. Hoặc là có một cái đầu đồng như thế này, tương tự như thế này. Thì cái này mục tiêu của mình là gì ạ? Để mình ép giác mạc. Vừa nãy các bác thấy là gì? Cái giác mạc nó phồng ra quá mức thì mình ép vào để cho nó xẹp vào. Xẹp vào để cho ảnh nó hội tụ đúng trên cái võng mạc. Là cái cây giò này. Trong lớp mình có ai có không? Đây này, mua người có. Chỉ cho bóng lợn nhá. Rồi tiếp theo, điếu ngả cứu. Đây. Thì kỹ thuật hơ, cách cầm và hơ như thế nào thì các bác đều biết rồi. Nào, chúng ta đều học rồi. Có 3 dụng cụ thôi. 3 dụng cụ này thôi, 3 thứ này sẽ đi chinh chiến khắp nơi. Sẽ gì ạ? Mùa hè này sẽ kiếm ăn tốt. Kiếm ăn tốt. Bây giờ mình chỉ đặt mục tiêu á, dễ nhất là gì? Làm cho mắt nó khỏe lên, nó rõ lên. Thế thôi. À bây giờ các bác muốn con các bác là gì? Giảm cái độ cận đi. Bây giờ tốc độ cận sẽ làm cho giảm cái tốc độ lên, làm cho mắt nó khỏe lên, hoặc là độ cận nó chững lại, nó không tăng số nữa. Thì đến đây. Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu tiếp theo là gì? Sẽ làm cho nó giảm, và mục tiêu hay nhất là gì? Làm cho nó hết cận, nó sẽ đọc được cái hàng cuối cùng. Mình sẽ đặt ra từng lớp như vậy. Bây giờ mình sẽ đến các bước điều trị cận thị. Theo các bác phải làm gì trước và gì sau, mình sẽ làm gì? Như thầy Kỳ là các bác về rồi, các bác thấy sao nào? Chỉ 5 phút một người tặc 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 bấm vậy là xong. Thế còn mình sẽ làm gì? Các bác mạnh dạn ở đây có ai làm về cận thị chưa?
chắc chắn là có rồi chưa đúng không? Mắt xoa mặt. À, mắt xoa mặt. Ờ, cách 6 vùng phản chiếu. 6 vùng phản chiếu một cách. Rồi dây diếp. Rồi dây diếp nữa là một cách tiếp theo. À, các bác. Theo Thái mình sẽ hỏi gì? Bằng đấy là lúc mà mình khám rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình khám cho bệnh nhân thì mình có thể ra ngoài phung mai mua cái bản thị lực ấy, họ bán 50.000 một cái tờ giấy treo dài như này, kích thước nó khoảng 40-45 phân, chiều dài nó khoảng mét mấy ấy, đặt khoảng cách được 5 mét, sau đó cho bịt một mắt, sau đó thì cho đọc. Cái kinh nghiệm cho đọc này là gì? Không nhắm hẳn mắt và không nheo mắt bên này. Không như thế. Kinh nghiệm hai mắt vẫn mở và cầm một cái quyển giấy hoặc là lấy tay che. Hai mắt vẫn mở nhá. Vẫn mở này. Vẫn mở này, che như này thì nó nhìn nó mới chuẩn xác. Còn mắt này nó nheo, nó nhíu mà thì nó làm cái mắt bên này rõ hơn. Nên cuối cùng là gì? Đổi sang mắt bên này mở tìm. Kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm thực chiến đấy. Cho hai mắt vẫn mở là gì? Và bấm xong ấy cho kiểm tra lại. Thì thường thường như này, mình bấm xong ấy kiểu gì nó cũng đọc được 1, 2 hàng hoặc 3 hàng, nếu làm chính xác kiểu gì nó cũng đọc được. Nhưng hôm sau cho đọc lại thì có khi nó chỉ đọc được 1 hàng thôi. Thì qua quá trình đấy, hoặc là có đứa nó khó, nó nặng quá, hôm sau nó lại đi cũ, nhưng mà nó đọc nó nhanh hơn, đọc nó nhanh hơn đấy. Mình cứ thế mình kiểm tra. Sao em? Nhớ bài sao lại? Gì? Anh nhớ được cái hình đấy thì sao? Làm sao nhớ được? Đố mà nhớ được. Nó không nhớ được đâu. Rồi, các bước điều trị cận thị. Bước 1, mình sẽ tác động vào sinh huyệt. Bước 2, mình sẽ tác động vào đồ hình. Bước 3, mình sẽ ép giác mạc. Bước 4, mình sẽ ép mắt sang mắt. Bước 5, sẽ tập từ xa. 5 bước. Cứ thế mà làm đúng không? 1, tác động vào sinh huyệt. 2, tác động vào đầu hình. 3 là ép giác mạc. 4 là massage quanh mắt. 5 là tập hình dài. Thế thì mình chưa cận mà mình trang bị có mỗi 3 dụng cụ thôi đúng không? Quá đơn giản. Thì trước đó thì như Hải nói, hay các bác đã học trên trận, các bác có thể làm thêm xoa mặt, hướng dẫn các cháu 12 động tác xoa mặt, rồi đánh 6 vùng. Rồi mình có thể làm thêm một số thứ cào đầu, làm ngang lưng, tức là massage toàn thân cho các cháu, cho nó khỏe lên, cho nó thoải mái lên, lưu thông toàn thân, như sau đó mình bấm thì nó càng tốt. Rồi, đây là 5 bước. Và bước thứ 6 nữa là gì? Cuối cùng là gì? Kiên cường. Không có bước thứ 6 là gì? Thì công sức của mình ra là lại đổ sông xuống biển. Kiên cường. Thì cái bước thứ nhất là sinh huyệt, thì tí mình sẽ có trình bày là các phác đồ, thì các bác đều biết rồi, trong cuốn sách thời kỳ mà tác giả của cái phác đồ đấy là thầy Trần Cẩm. Còn một phác đồ đơn giản hơn là của thầy Trần Thắng. Đấy là hai phác đồ nổi tiếng nhất mà mọi người hay dùng. Có một phác đồ nữa mà dễ nhất, không cần phải nhớ là gì. Cứ có cái việc nào xung quanh mắt bấm hết đi, xong hai mấy cái tam giác mắt này bấm đi, vậy là thành phác đồ. Đúng không? Ghi tên mình vào. Đấy là một phác đồ tiếp theo. Đấy, thế nó cũng khỏi cần. Đấy. Một là tác động sinh huyệt, hai đồ hình các bác biết rồi. Cứ tìm đấy, đâu có cái đồ hình nào thì bấm vào đồ hình trên mặt này. Vùng 175 này, đúng nào? Rồi đồ hình ở chỗ đỉnh tai này. Rồi đồ hình ở trên bàn tay này. Đồ hình ở ngón tay út này. Đấy. Rồi đồ hình đồng ứng là gì? Mắt cá tay, mắt cá chân. Rồi đồ hình ở chỗ này nữa. Vào hôm trước thì kỳ bảo sao nào? Cứ phụ nữ đẹp hay người đẹp tôi sẽ bấm vào đây.
đúng là đấy, tức là gì không cần thiết phải bấm vào đây, đôi khi sợ bấm tay nó làm đường nặng đối nguy hiểm lắm, tránh sẽ bấm vào đây đồ hình ở đằng sau bả vai này, đúng nào đấy, đồ hình sau bả vai, đồ hình đường cánh, thế là đủ rồi đấy. Rồi nếu mà ai biết một số kiến thức của đông y nữa bấm càng tốt, còn bây giờ mình dùng diệt trần chỉ cần. Rồi massage mắt bằng cây giò nam đinh và giò sừng lá, cái này mình sẽ massage cho các cháu còn như các thầy thì sao, hướng dẫn ba mẹ là tự trang bị hai dụng cụ để mình tự massage, mình không có thời gian để làm. Rồi tập nhìn xa thì như thế nào, hàng sáng hay hàng chiều phải hướng dẫn ba mẹ các cháu là cho các cháu ra công viên, nếu ở thành phố công viên hoặc khoảng đất trống, nhìn ra khoảng cách độ khoảng 500m hoặc 1 cây số, nhìn đếm giờ, đếm cột đàn đen, đếm cành cây, đúng nào, đếm cột điện, đếm dần dần, đầu tiên nó nhìn nó sẽ mờ, sau dần mắt nó sẽ điện, nó sẽ nhìn rõ hơn, tức là hướng dẫn tập nhìn xa. Cận thị tức là chỉ nhìn được gần, không nhìn được xa thì phải tập đấy, hàng chiều hàng tối. Rồi quan trọng nhất là cái này, quan trọng nhất là cái này, cái này là cái khó nhất trong lúc chữa cận thị là gì, tuyệt đối kiêng xem TV, đọc báo, xem iPad, iPhone, vân vân. Nếu không thì sao, nếu không mình chữa cận thị chỉ là gì, để cho mắt nó khỏe lên và nó hạn chế tăng số của tôi, còn để cho nó giảm ấy hoặc là gì cho nó khỏe hẳn rất khó nếu mà mình vẫn như thế này. Tại vì á, nguyên nhân gây bệnh là những cái anh đang làm hàng ngày, mà bây giờ anh không rời sang nguyên nhân đấy ra thì sao, cuối cùng anh vẫn sẽ bị cận mà thôi. Là cái này là cái khó nhất. Thế nên vẫn lời khuyên là gì, để chữa cận thì sao làm tốt nhất, trò phải quên. Như nhà thầy Kỳ á, về nhà thầy là gì, có mỗi nhà trọ không, có cánh đồng không, chả có gì, iPad cũng không, iPhone cũng không, không gì hết, về tách biệt hẳn đi, chữa dễ, đỡ phải đeo kính đấy. Và gì trong quá trình chữa này thì sao làm, vứt kính vào một nơi, không có đeo kính bất kỳ lúc nào hết, cất kính hẳn đi, không đeo kính đấy. Thế nên mình về nhà thầy mình thấy là gì, không thấy một đứa trẻ nào có đeo kính hết. Thì chúng ta xem này, nếu đeo kính mà nó khỏi cận thì mình đã không nhìn thấy người đeo kính rồi. Một khi đã đeo kính thì mỗi ngày sau lại phải đổ kính nó lại nặng hơn. Và vào bệnh viện nếu mà thấy mấy bác sĩ mổ mắt hay các bác sĩ trong bệnh viện ấy, mà các bác sĩ không đeo kính ấy, thì như thế mới gọi là thành công. Và bây giờ vào thấy một bác sĩ thì gì, đeo kính đầy như thế nào. Rồi bây giờ mình đến bước đầu tiên tác động sinh huyệt. Này, các huyệt tác động sinh huyệt. Nếu mà cô nào cận nó cũng sinh thế này thì phòng bỏng miễn phí luôn. À, việc thứ nhất 34 ấy nhả ấy, thế chưa đâu. Hay quá. Đó, đầu tiên là việc 34, việc 34 làm sáng mắt, cứ dạy vào một ngày đúng nào, chúng thì chúng, không chúng thì sao nào, chúng thì vẫn có tác dụng lân cận, massage kiểu gì bấm vào đây mắt mình thấy dễ chịu. Đầu tiên là việc 34, sau tiếp theo việc số 1, 34 đó là việc số 1, 34 là việc 1 này, 127 phát đồ này rất là được ngắn gọn đơn giản. Tiếp theo số 6 có cả hai bên thôi nhá, ở đây chỉ cho nhảy một bên cho dễ nhìn, số 6 có bên này và cả bên này nhá. Tiếp theo là 267 tiếp theo 130. Các bác đều học qua căn bản rồi thì cái này thì dễ rồi đúng không? 150 và 358. Nếu có ít thời gian, bệnh nhân độ cận là vừa phải đúng nào, thì mình dùng phát độ này. Thêm một huyệt nữa, huyệt số 3. Chỉ có mỗi huyệt 1 và 127 chỉ có ở giữa, tất cả các huyệt có bên này rồi nó sẽ có bên kia. Phát đồ 1, sinh huyệt
3416 127 267 130 338 3. Một ngày bấm gì ạ? 3 đến 4 lần. Nếu mà đứa trẻ nó chịu được ý, thì mình sẽ chọn kỹ thuật nào? Kỹ thuật ấn nhúng. Ấn nhúng ấy, ấm 1, 2, 3 hoặc là rung. Ấn xong rồi rung rồi danh. Thì cái kỹ thuật ấn này được đánh giá là gì? Kết quả nhanh nhất. Đấy là chữa cho những cái độ cận nó nhẹ. Nhẹ là nhanh nhất. Ấn xong là mắt nó sáng lên luôn. Còn kỹ thuật dây ấy là mình chọn chữa cho những người mà bị cận nó quá nặng rồi, mà mình xác định mình chữa lâu ngày ấy. Xác định ca cận này chữa vài tháng là chọn kỹ thuật dây. Còn muốn nhanh như ở nhà thầy Kỳ ấy, chữa người ta chỉ đến được 1 tháng thôi, chọn kỹ thuật ấn và rung là nhanh nhất. Ấn và rung. Thế nên nhiều người ấy, chữa mãi không có hiệu quả là gì? Là gì? Chữa cho nó có cái thời gian ngắn thôi nhưng lại cứ dây quyệt như này, dẫn đến là gì? Kết quả nó lâu đấy. Nhá các bác nhá, muốn nhanh chữa trong một tháng không có nhiều thời gian, độ cận nó còn ít, muốn nhanh kết quả ngay chọn kỹ thuật ấn và rung. Thì cái này qua thời gian chiêm nghiệm đánh giá rồi và đúc kết rồi, quan sát nhiều rồi. Đấy là phác đồ thứ nhất. Phác đồ thứ hai còn thêm một mục nữa là gạch đồ hình mắt trên trán và lòng bàn tay. Rồi mắt trên trán là cái vùng giữa trán này các bác này. Và lòng bàn tay là ở đây. Đây, mắt trên lòng bàn tay. Đấy, mỗi phát đồ này thôi. Nó có ít thời gian nên không muốn phức tạp thì chỉ dùng mỗi ngày. Rồi, bây giờ mình đến phát đồ thứ hai. À, đây còn hơn đấy chứ. Gạch xong rồi hơn. Gạch xong rồi hơn trên cái đồ hình. Rồi bây giờ đến phác đồ thứ hai. Cái này thì nhiều đấy. Cái này chuyên cho các trường hợp nặng trên 4 độ, xác định là chữa lâu dài. Đầu tiên là sinh vật số 2. Số 2 như trên bản đồ các bạn, người ta ghi là 24 đấy. Ghi 2 đi sẽ ba này thì cho dễ đặt. Tức là xuất phát là cái huyệt thấp nhất, số thấp nhất 2 này. 24 2 là 24, còn 4 đây là 46. 4 đây là 46. Thế nhiều bác về cứ thấy 2, 24 2 này, 4 này đi tìm mỏi mắt, cũng thấy được chỗ nào cả. Hóa ra là gì? Thầy sẽ tắt. Thầy viết mỗi chữ số đầu tiên 2, 4 để cho là gì? Dễ nhớ. Cho dễ nhớ. Tiếp theo là gì ạ? 8 2, 4, 8 2, 4, 8. Tiếp theo là 20, ngay sát 2, 4, 8, 20. Rồi tiếp theo 12, những ngay cạnh 12. Mình thấy là gì? Nằm trên một đường thẳng. 2, 4, 8, 12, 20. Dễ nhớ không nào? 2, 4, 8, 12, 20. Toàn số chẵn. 2 x 4 là 8. 8 x 4 là 12. 12 x 8 là 20. Rồi tiếp theo, tại sao lại có những huyệt này ạ các bác? Tác dụng gì ạ? Tác dụng gì? Tác dụng tại chỗ. Rồi tiếp theo 13 13 là liên quan gì ạ? Sự điều tiết của mắt. 13. Rồi tiếp theo 65 130 131 131 267 Rồi tiếp theo lại 34 tiếp theo 358
Tiếp theo 423. 423. Tiếp theo 180. 180. Hết. Đau đầu. Hết đau đầu. Tức là gì? Cái việc xung quanh mắt là gì ạ? Này hết. Dãy dài như thế này. Đây áp dụng cho những trường hợp mà từ 4 đi ôm trở lên. Và một ngày các bạn chú ý một ngày từ 3 đến 4 lần hiệu quả cao nhất. Chứ một ngày một lần thì nó chậm hơn. Thế nên tại sao điều này lý giải tại sao là về nhà thì kết quả nhanh vậy? Vì về đấy chỉ ăn với bấm thôi, chỉ ăn với bấm với ngủ thôi, tức là tập nhìn xa thôi thì kết quả cao nhất. Còn các bác mà cứ bấm trên Hà Nội này về xong lại lại chơi iPad, lại iPhone thì mình là gì? Con vô. Và rõ ràng bấm xong mắt nó sáng như thật rõ rồi. Đấy, thay đổi hai, chưa? Dạ. À, cái này có mấy cái việc cần đi thôi thì này không cần thiết. Cái này có nhiều người làm thế này. Nó không có thời gian để trình bày hết ở đây. Thì các bác biết mấy cái việc này thì các bác làm, không biết thì thôi, chỉ dùng vỗ diện chặt thôi cũng tốt rồi. Không cần thiết phải đến những cái việc này. Cái này dành cho các thầy thuốc để đồng ý. Còn để hai cái phác đồ trên là phác đồ chính. Còn nếu mà mình có thêm thời gian ý, làm cho các cháu cái bộ này, bộ bổ huyết, bổ huyết thì mọi người đều biết rồi, cũng là 22 127 63 M 17 63 107 113 17 63 M. Tại sao lại phải bấm bộ bổ huyết tại vì gì? Theo quan niệm cũ và theo đông y là gì, các cháu nó bị cận ấy là do thiếu khí huyết, thiếu máu lên mặt. Đấy là quan niệm cũ thôi, ngày xưa mới thấy đứa trẻ nó cận ấy, nói là gì, thiếu khí huyết. Tuy nhiên là bây giờ thấy các cháu uống sữa các thứ đầy đủ lắm, con đứa nó béo trục trục, nó khỏe như vâm ấy, cận cũng cận lại. Bây giờ không phải do thiếu khí huyết nữa, mà bây giờ do gì nào? Do gì ạ? Do môi trường sống thôi. Tuy nhiên mình vẫn dùng cái bộ này. Bộ này gì? Nếu cơ thể nó đầy đủ nhưng mà mắt nó phải làm việc quá sức, tức là mắt nó vẫn không thể đáp ứng đủ được, thì mình phải tăng cường sức cho cái đôi mắt này lên và gì, đưa máu huyết về mắt nhiều hơn. Việc tiếp theo là 50 19 39 37, số 1, 290 và số 0. Đó, đây là bộ bổ huyết. Chúng thấy nhiều huyệt mà làm một cách trình tự bài bản cho con cháu cận thì cũng phải ít nhất phải mất một tiếng đồng hồ. Làm nhanh quá thì sao nào? Làm có 5 phút thì sao nào? 5 phút thì cũng được nhưng mà làm sao mà lấy tiền được? Kéo dài thời gian mình bỏ ít công sức là chứ. Tuy nhiên là thì nói đùa vậy thôi chứ còn mình làm cách bài bản thì bao giờ thì vẫn tốt hơn, đúng nào? Hôm qua đến lúc mình làm quá đông rồi, không thể có đủ thời gian, thế một ngày chữa 10 người mất 10 tiếng làm sao đủ được? Thì lúc đấy thì các bác sẽ gì, bắt buộc phải rút ngắn quy trình ra. Rồi tác động vào đồ hình các bác này, chi tiết hơn, đồ hình mắt ở đây này, thấy không nào? Mắt ở đây này. Rồi mắt ở đâu đây nào? Ở trên lưng này. Ở lưng này. Tiếp theo ở gáy này. Rồi. Tiếp theo ở đâu đây nào? Ở trên tay này. Ở tay này. Ở trên trán này. Ở sau gáy này. Ở sau bả vai này. Ở trên lòng bàn tay này. Rồi ở đâu đến đây này? Lòng bàn chân. Thực ra là các cháu đến mình như sao này, làm trên tay trên mặt đã đủ rồi, không cái chân bẩn lắm, điện trần mình sạch sẽ mình chơi. Tuy nhiên thì mình chữa ở nhà mình có thời gian, đúng là có thời gian thì mình làm cả trên chân cũng được.
Rồi. Đấy, tổng kết lại. Để ngăn tái phát, bảo vệ thành quả, đúng không? Giữ vững thành quả, ngăn tái phát thì phải gì ạ? Hướng dẫn các cháu hoặc là ba mẹ các cháu dùng các dụng cụ điện trần của ba món thôi, tác động vào đồ hình, về nhà tự lấy cái gạch gạch vào những cái đồ hình ở trên trán mình vừa nói, xong ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở sau bả vai, đúng không? Rồi lăn vùng các vùng mắt cá tay, sau đó dùng cái cây lăn bi ép giác mạc, sau đó massage xung quanh mắt, sau đó tập nhìn xa. Rồi quan trọng nữa là gì? Kiêng cử. Để cuối cùng là gì? Ăn tái phát. Thì đây là toàn bộ cái quy trình chữa cận thị. Thực ra các bác đi đâu, thầy nào thầy cũng phải sử dụng một trong các quy trình, một trong các cách thức này. Thì đây là cách bài bản nhất. Thì mình về địa phương mình cố gắng áp dụng đầy đủ, còn không thì tùy hoàn cảnh, thời gian cho phép làm được đi đâu mình làm. Bây giờ mình sẽ thực hành này. Bây giờ ai lên đây này? Con lên đây. Đây, con lên đây. Mình xem bấm vô nhà. Đây, mời con trai đây, bây giờ nào này. À đây, là cho con trai ngồi như đây. Ở đây nhá. Không, ở đây sau đó thì bấm. Thầy cần lọ này không thầy ạ? À tôi cần lọ. Thì thông thường ấy mình gì? Mình dán cao sa lông bát cũng được. Nhưng mà trước giờ vẫn thấy là gì? Dùng cao cúc vàng nó hiệu quả hơn. Và mình chấm xung quanh mắt các cháu thì mình chấm gọi là có thôi. Để nó tăng cái thời gian phát huy của việc. Mục đích là gì? Kéo dài cái thời gian phát huy của việc ra. Mình chấm gọi là có. Rồi bây giờ mình có cái bài của thầy. Đầu tiên quay lại luôn trong lúc 34 này. 34 này. Đấy. Rung này. Mình có thể chọn kỹ thuật ấn nhúng được 1 2 3 xong rồi nhấn một rung. 34. Còn bắt đầu không? 34. Xong. Tiếp theo. 1 127. Đấy, một. Đấy. Vừa sức chịu đựng của tụi nhỏ thôi. Mình ấn mà nó đau quá hôm sau nó chạy nó dép luôn. Hết bóng luôn. Đấy, một. Rồi bây giờ đến 127. Rồi xong 127. Tiếp theo số 6. 6 này. Ngang 127 ra giữa lòng tay xuống này. Đấy, số 6. Rồi xong số 6. Tiếp theo là bây giờ 267. 267 mình nhớ là gì? Mình sẽ đẩy từ dưới lên trên này, chính giữa lòng tay lên đẩy này. 267. Lưu ý rằng gì ạ? Có cả hai bên. Những cái việc xung quanh mắt thì mình phải gì ạ? Phải dùng cái giò đẩy hướng ra xa khỏi tâm mắt. Xa khỏi tâm mắt để an toàn cho mắt. Không có đau không? Bình thường thôi đúng không? Số 1 rồi. Rồi, tiếp theo 130 này. 130. Mình sẽ diện những cái giò đẩy từ tóc mai về phía đuôi mắt này, hướng vào bờ xương thái dương này, bằng 1/3 từ đuôi mắt đến tóc mai. Mình nhấn rung.
các bác về nhà yên tâm mình dùng ngành kiểu gì chụp. Mình có lỡ xác động nó bấm nó lên cận đấy thì kiểu gì nó cũng có tác dụng. Bấm như này về nhiều trường hợp các cháu, ba mẹ các cháu là từ khi bấm thì bấm cho cháu thì nó về nó cứ tối cái nào nó ngủ ngủ, nó ăn ngon hơn, nó buồn ngủ hơn, tại vì nó tác động nó thư giãn. Cơ mình tay 130 xong rồi, tiếp theo 358 này, đây là khóe mắt ngoài này, thẳng xuống này, ngang với cả bậc thềm 73 ra, thì đây là 358. Bên này nữa này, 358 này, thì thoảng mình quên chút cao thôi. Rồi tiếp theo đây số 3. Số 3 thì sao ạ? Thẳng từ 73 xuống ngang 61 ra, đây là số 3. Đây số 3. Rồi. Đây, phát đồ 1 xong. Bây giờ tiếp theo là gạch đồ hình mắt trên trán lòng bàn tay. Rồi mắt trên trán. Cái vùng này là vùng đây chính giữa này là 103 này. Ngay sang bên cạnh thì đây là có con mắt ở đây. Vùng mắt này nếu mà tính theo huyệt thì nó là 175, 421, 422. Mình gạch đồ khoảng 10 đến 20 cái đây. Đó chấm đích cao. Này. Rồi, động tác mình cũng nhẹ nhàng thôi. Cần phải mạnh tay. Rồi, xong. Tiếp theo là hơ đồ hình. Thì các bác sẽ dùng điếu ngạch cứu. Ở đây thì mình chỉ không có thời gian thì mình sẽ dùng điếu ngạch cứu để mình hơ đồ hình tay này đây. Hơ mình cứ cầm là đà này, như này. Nó nóng quá thì nhấp ra. Xong lại này, hơ này. Nóng quá thì nhấp ra. Rồi hơ, nóng quá nhấp ra. Rồi. Bây giờ đến phát cầu thứ hai. Đổi thứ hai này. 2 tức là 24 này. Thì chỗ này mình phải quệt đi thật ít cao thôi. Không sát vào mắt. Đấy. 24 này các bác thấy này. Đây là việc 131. Đuôi mắt này, phía trong này là khóe mắt ngoài. Thì giữa đuôi mắt và khóe mắt ngoài thì đây là 24. Thì chỗ này ấy không được ấn nhung, cũng không được ấn nhanh. Mà gì ạ? Chỉ dây thôi. Tại vì cái việc xung quanh này nó rất là nhạy cảm, ấn cái thế đau. Chỗ này mình chỉ rung này, rung nhẹ thôi, rung nhẹ này. Và cái mấy cái điểm nhạy cảm rung rất là dễ chịu. Bên này nữa này, 24 này. Rồi tiếp theo 46 này, đây đầu mắt này, chỗ hõm của đầu mắt 46 này, 24 và 46, tức là gọi tắt là 2 và 4. Rồi tiếp theo 8, 20. 8 này này, điểm lõm nhất của sống mũi này. 8 này, 20 này. 20 này. Rồi tiếp theo 12. 12 này. 12. Các bác ở nhà các bác có thể dây lâu hơn. Đạt được khoảng 20-30 cái đếm. Rồi tiếp theo 13 này. 13. 13 là từ đây. Từ thẳng 73 xuống. Và cái số 3 vừa nãy với việc 73 chia đôi ra. Trung điểm của 63, à trung điểm của số 3 và 73. Rồi xong việc số 3, 13. Tiếp theo đến 65 này. Ngay đầu khung mày này. 65 đầu khung mày. Đấy, xong 65. Tiếp theo đến việc 100. Việc 100 các bác này. Mình đẩy từ chỗ đuôi cũng mày xuống thế này gặp cái hõm ngay đây, điểm 100. Rồi tiếp theo đẩy vuốt xuống này, điểm 100. Xong. Bây giờ đến 130 này. 130 vừa nãy bấm vào phát đồ 1 rồi. 130 này. Mình đẩy cái giò từ tóc mai vào hướng này, 130. Xong. Tiếp theo 131 này. Ở ngay đuôi mắt đẩy ra ngoài, 131. Tiếp theo đây, 131 ở đây. Đấy. Đuôi mắt. Đấy. Rồi xong 131. Đến 267, tức là làm lại của cái phác đồ đầu tiên. 267. 267, xong. Đến 34 và 358. 34 này. 34 này. Rồi 358 này. 358 này. Rồi xong. 423. Rất nhiều người quên mất cái huyệt này.
Cách xác định 423 này. Đây là 103 này, kéo ngang ra vào giữa lòng đen đây. Đây là 423. Được chưa? Rồi. Đây, 423. Xong. 180. 180 đây. Đây là 130 này, đẩy thẳng lên và ngang với 65. Thì đây là 180. Thì mình thấy có sự tham gia của thằng đang ra mắt đúng không ạ? 100. Rồi là 180, 130 đúng không? Và mình nhận xét là gì? Chủ yếu là các huyệt xung quanh mắt. Đúng không ạ? Chi chít. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Bây giờ mình tác động vào đồi mắt trên trán, tức là lặp lại cái bước thứ nhất, đồi mắt này. Tức là mỗi một cái bộ huyệt xong rồi mình lại tác động vào cái đồi này, tức là chỉ thị cho nó biết là gì, là đưa về mắt. Đấy, xong. Tiếp theo ở trên lưng này, trên lưng thì sao nào? Lưng thì dễ thôi, con đưa tay mắt này ra sau. Ra đấy. Thì cái ngón giữa của nó đến đâu ấy, nó cách cột sống khoảng 1-2 cm thì mình sẽ gạch cái vùng lưng quay lại. Thì lúc này sao mình lấy ít cao này, ta bắt tay vào sau rồi. Rồi đây chính giữa cột sống này, thì yên tâm mình xác định kiểu gì cũng chính xác đây. Kéo hẳn này, đây là cột sống cách ra khoảng 1 phân này, gạch cái vùng này. Đấy, khoảng 30 chứng tế cũng sau đó gạch sang bên này. Đó. Rồi, ở gáy thì sao? Gáy thì rất khó xác định mắt ở trên gáy. Tuy nhiên mình dễ nhất thì như này. Đây là phần dưới, đây là phần trên này. Mình chia ra lấy 1 phần 3 thì mắt ở đây. Ở đây hai bên. Này, đây. Mắt của cái đồ hình nào? Đây, đồ hình. Mắt. Được chưa? Rồi, xong. Tiếp theo. Ở trên bàn tay thì mình quay ra phía trước. Đây. Thì giơ tay này, đấy là gì? Cả một cái vùng này. Dưới gốc của ba ngón giữa, mình sẽ gạch như này. Cứ cái vùng nào mình gạch xong ấy, tí nữa mình có thể dẹp dùng này cứu để mình không. Đây. Rồi, đến đây kia. Đây gạch này, giữa của ba ngón giữa này. Và nữa là gì, một cái phần quan trọng nữa này. Cái này mà theo như thầy Thắng nói là gì? Chỉ cần bấm cái bộ huyệt đầu tiên ít huyệt ấy và gạch cái ngón giữa này, cái ngón út này. Là gì? Cứ vài ngày là giảm một độ, vài ngày giảm một độ. Thì cái này là gì ạ? Cái ngón út này là gì? À đây mắt đấy. Đang đổi mắt trên bàn tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong sang kia. Cứ thế 1, 2. Và hai bên đổi nhau. Mỗi bên mắt là 30 cái và chia ra thành 3 đường. Tiếp theo dùng cái lăn đinh này. Thì nhiều người cứ quệt như này nó rất là đau, không hiệu quả. Mà các bác phải làm này. Nhẹ nhàng thôi, từng khúc một. Đấy. Cái này có thể hướng dẫn các con tự làm được và nhớ là gì, cái lăn đinh này chỉ là xung quanh thôi chứ không trực tiếp lăn trực tiếp trên này. Hôm trước có video của một ông rất nổi tiếng, ông cứ làm như này, bằng đấy, làm này, bằng đấy, nhìn xong hết cả ngày ông bình quá, không học hành cái bài mà ông làm hồ đồ, làm như thế nó xước giác mạc của mình, giác mạc không làm bằng mà gì đây làm xung quanh của mắt, làm rất nhẹ nhàng. Mục tiêu của mình lan đinh là gì? Khí huyết nó đưa về mắt, thư giãn mắt sang mắt. Thì cái này có thể hướng dẫn các cháu là gì? Cứ rỗi lúc nào các cháu làm như thế, nhưng mà cũng chỉ là gì ạ? Xung quanh này khoảng 5 cái, xung quanh 5 cái, làm lại mỗi bên khoảng 5 vòng như vậy. Đấy, mỗi bên khoảng 15 cái, 15 vòng, chia thành 3. Đấy, xong rồi. Tiếp theo là gì đó ạ?
massage mắt xong rồi tập nhìn xa, ở nhà tập nhìn xa đâu, rồi kiêng cử, thế thôi hết rồi. Các bác thế nào, chưa cận thị thế nào, không có gì khó lắm nào. Các bác cứ làm thế này đi rồi chắc chắn các bác sau là gì sẽ trở thành thầy kỳ thứ hai, và sau các bác sẽ làm nó một cách bài bản hơn, sau thì nó sẽ làm nó sẽ kết quả chứ, càng ngày nó sẽ càng phải kết quả chứ, đúng nào. Và sau các bác chia sẻ thêm để cái bữa sinh hoạt buổi sau thì mình sẽ làm gì, bữa sinh hoạt buổi sau là sẽ trình bày với các bác về cái bệnh chữa liệt dây thần kinh 5, dây thần kinh 7, liệt mặt đấy ạ. Liệt mặt thì xin cái đấy diễn trận chữa nó cũng rất là hiệu quả. Thế thì cái chủ đề đấy sẽ dành cho cái buổi tiếp theo sinh hoạt lần sau. Rồi tiếp theo sau đây thì xin chúc các bác về nhà là bắt đầu vào đợt cận nhá. Bác làm xong rồi bữa sau mình sẽ báo cáo kết quả. Cảm ơn cả nhà mình hôm nay đã tham dự đầy đủ. Vừa rồi có gửi cho mọi người cái tờ link nhá. Thì các cái khóa học tiếp theo ấy thì có âm dương khí công này cho các bấm huyệt và diệt chặn. Các bạn cầm cái tờ ai chưa có thì có thể xuống dưới này ấy. Thì lớp có lớp 332 sẽ phát xong. Thì ai quan tâm mình sẽ đăng ký. Và vừa rồi thấy thầy nói ra cái con nhện này, thấy rất là hay. Hôm nay có bảo mang đến mấy con nha, ai có thích thì lấy. Và có tranh ạ. Có cái tranh to ở trên tường ấy. Cái tranh A0 ấy. Mọi người, cái đấy thì 200, cái này là 350, ai lấy thì lấy luôn. Được không thì chào các bác và cảm ơn tất cả nhà đã đến. Bây giờ 20 với lại 19A là còn cái khóa ai lấy khi chứng nhận mà chưa nộp tiền thì xin nộp lại cho chị Quỳnh, xin gái ở dưới. 19A tức là các cái khóa 30, 31 thì rồi, nhưng 19, 20 không biết là còn khóa này chưa nộp thì là xin nộp lại. Mình nhắc với cả nhà mình là ngày 15 tháng 6 là có cái lớp xoa bóp bấm huyệt, những chứng chỉ hành nghề đấy. Các bác nào mà cần lấy cái đấy thì mình đăng ký đi học, cũng học tại đây luôn. Là ngày 15 đấy, ngày 15 tháng 6. Ngày 15 tháng 6 nhắc thì hy vọng là gặp lại mọi người thường xuyên. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà sức khỏe thành công. Lọc cao. À, chị Hương cầm em lọ cao. Tắt này, cái này rồi, cái này rồi.